Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cuộc họp rà soát đánh giá chất lượng tham mưu ban hành quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 10 tháng 11 năm 2022 do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tại cuộc họp từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 10 tháng 11 năm 2022, số quyết định hành chính bị tòa án tuyên hủy và sửa có tỷ lệ khá cao, cấp tỉnh chiếm gần 34%, cấp huyện chiếm hơn 49%. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có số quyết định bị tòa án tuyên hủy sửa nhiều nhất, 78 trên 93 vụ, chiếm gần 84%. Kế tiếp là Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, 10 trên 25 vụ, chiếm 40%. Hầu hết các quyết định thuộc lĩnh vực đất đai. Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua, chất lượng tham mưu các quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại, đặc biệt là cấp huyện còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là do hệ thống pháp luật đất đai còn nhiều bất cập, chưa điều chỉnh hết những vướng mắc trong thực tiễn quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương. Công tác quản lý nhà nước về đất đai vừa qua chưa chặt chẽ. Để nâng cao hiệu quả ban hành quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, giám sát phản biện của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về đất đai. Các sở ngành địa phương rà soát lại công tác cán bộ, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ công chức viên chức.